Mọi người ơi, mọi người ơi, Ayufa vừa mới tìm ra một loài thần dược mang một cái tên tâm linh đây nè. Ngải cứu là một loài thần dược chứa rất nhiều khả năng chữa bệnh, trị đau đầu, tiêu hóa, mỏi khớp và nhất là cảm cúm đó nha. Mà để cải thiện vấn đề trên thì quý vị chỉ cần nấu 7749 món như trứng chiên ngải cứu nè, vịt lộn hầm ngải cứu, bánh ngải cứu, vân vân và mây mây là có một sức khỏe nhức nách. Và đặc biệt, loài cây này rất thích ưu tiên cho chị em phụ nữ. Mà ưu tiên về điều gì thì hãy theo chân Ayufa để biết thêm chi tiết nhé. Ngay từ công dụng đầu tiên đã hết lòng cho chị em. Nhất là chị em nào kinh nguyệt không đều mà chưa biết ẻm là thiếu sót lắm nha. Hàng tháng cứ trước 7 ngày bắt đầu kỳ kinh, chuẩn bị ngay một ít lá ngải cứu, gừng và hai trứng gà. Nấu gừng và ngải cứu trong nước sôi rồi bỏ trứng gà nguyên vỏ vào tầm 5 phút, mang trứng gà đi bóc vỏ. Sau đó bỏ ngược trứng vào nồi canh ngải cứu, lúc ấy hãy đợi sôi thêm tầm 1 đến 2 phút và mang ra dùng thôi. Đảm bảo là hiệu quả đến ngay tích tắc. Lưu ý là ăn cách 2 ngày chứ đừng ăn liên tiếp nha. Mấy ông chồng đâu rồi, vào bếp và bắt tay nấu ngay cho vợ mình món bồ câu hầm ngải cứu, giúp vợ an thai dưỡng thai siêu khỏe nè. Chuẩn bị 2 con bồ câu, ngải cứu cùng 150g hạt sen và táo khô. Ngải cứu chia làm 2 phần, một phần vào bụng bồ câu, một phần nấu ngoài cùng hạt sen và táo khô, hấp cách thủy tầm 45 phút là có ngay món ngon cho vợ hiền rồi nha. Ngải cứu không có tác dụng kích thích tử cung có thai nên không gây sảy thai. Nói đến đây thì đã ấm lòng các chiến sĩ mẹ chưa nè. Ngải cứu còn có công dụng trị mụn, mẩn ngứa, ôi thôi đỉnh miễn bàn luôn nha. Chuẩn bị một nắm ngải cứu 100g, ngải cứu mang đi rửa sạch với nước, sau đó đem đi sao khô, rồi mang đi nấu cùng một chén nước đã chuẩn bị. Đợi nước sôi tầm 10 phút, rồi lọc qua rây, đợi nước nguội tí rồi dùng để rửa mặt nha. Sơ sơ vài công dụng trời cho của ngải cứu, follow kênh Ayufa để biết thêm nhiều loại thảo dược dễ kiếm, dễ dùng nữa nha.